Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Xe đạp Thể thao An Tâm. Và ngày hôm nay Xe đạp Thể thao An Tâm lại tiếp tục về cái bảng xe 848 cho các bác đây ạ. Và đủ màu cho các lựa chọn luôn, màu làm rất là đẹp luôn. Sau rất là nhiều ngày cháy hàng thì ngày nay bảng xe 848 này đã cập nhật đủ 4 màu cho các lựa chọn rồi. Màu làm rất là đẹp luôn. Em đã về được màu ghi đỏ này, màu đen đỏ, màu xanh đổi màu và cả màu xanh lá. Màu làm rất là đẹp luôn. Bác nào quan tâm đến màu nào nhé, hãy ở lại xem hết video của em để có thể lựa chọn cho mình được những cái màu sắc mà các bác yêu thích nhất ạ. Và sau đây em sẽ đi vào giới thiệu cái bản xe Pasino 848 này để bác nào đang có nhu cầu muốn mua cái mẫu xe này, hãy tham khảo lựa chọn cho em qua video này các bác nha. Đó, Pasino 848 là một mẫu xe đạp đua rất là đẹp, được đến từ thương hiệu Pasino đấy. Bản này thì đang có size là size 50. Size 50 thì sẽ phù hợp đối với bác có chiều cao từ 1m68 đến 1m80 trở lại đi, sẽ là thích hợp luôn. Và em cũng đã nói rồi, em cập nhật được đủ 4 màu cho các lựa chọn, màu làm rất là đẹp luôn. Cái cấu hình của Pasino 848 này sẽ là khung sườn nhôm không mối hàn. Dây được đi ở trong khung và dưới khung đã rất là gọn gàng luôn. Sơn nhé, đây là màu xanh lá, sơn được sơn là 3 lớp sơn tĩnh điện, rất là đẹp, cực kỳ là nhẵn bóng luôn. Lớp sơn này sơn bóng mọi người nhá, sơn nhũ sơn bóng rất là đẹp luôn. Ở vị trí phần khung xe đây đã có ốc chờ sẵn, các bác đi xe có thể mang theo gọng bình nước rất là tiện lợi luôn cho em. Đó. Và cổ lái này và phần pô tăng ni lông sẽ được làm từ hợp kim nhôm đến từ thương hiệu Pasino và trang bị các bác là bộ đè kéo nhé. Bộ đè kéo được đến từ Shimano Touring TZ và bản này rất là hiểu tâm lý người dùng luôn. Đó là đã trang bị cho các bác là hai phanh phụ bên trong, hai phanh chính ở bên ngoài. Các bác đi xe xử lý tình huống rất là dễ dàng, đặc biệt là đối với bác nào lớn tuổi hoặc bác nào yêu thích bộ môn đạp xe đạp tập thể thao mà yêu thích những bản xe đạp đua, các bác nên lựa chọn cái bản xe có phanh phụ này để khi mình đi xe ở chỗ đông người hoặc là cái chỗ mà đông cua gấp ấy, thì xử lý tình huống rất là an toàn. Khi nào các bác đi quen thì bác sẽ sử dụng hai phanh chính ở bên ngoài cho em, còn mình chưa đi quen mình sẽ sử dụng phanh phụ cho em, rất là an toàn luôn. Và phanh trước phanh sau của bản xe Pasino 848 này sử dụng bản phanh rất là cao cấp, đó là phanh bốc vành. Phanh bốc vành thì có rất nhiều ưu điểm, đó là độ chính xác cao này, bền bỉ này, hỏng hóc bảo dưỡng chi phí thì cực kỳ là rẻ và cũng rất là dễ tìm kiếm luôn. Hiện tại đối với những bản xe có sử dụng phanh bốc vành như này đang được những bác lớn tuổi ưa chuộng rất là nhiều, bởi vì phanh bốc vành nó có rất nhiều ưu điểm đó ạ. Về phần phục trước của bản xe Pasino 848 này sẽ trang bị các bác là phục đô được làm từ hợp kim thép cường lực đến từ thương hiệu Pasino. Đó, phục rất là to, chắc khỏe, chịu lực cực kỳ là tốt luôn cho em, đến từ thương hiệu Pasino đấy ạ. Và bản này thì có trang bị cho các bác là cái trục thắng nhảy bánh trước đây. Các bác có thể lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng xe tại nhà dễ dàng, nhanh chóng và tiện lợi luôn cho em. Vành sẽ là vành nhôm hai lớp chính hãng đến từ thương hiệu Pasino đấy ạ. Đó, lốp bản này nhé, sử dụng một lốp rất là lý tưởng, đó là lốp sử dụng lốp Kenda và thông số lốp sẽ là 700 × 28C, một bản lốp rất là lý tưởng luôn. Đường vân lốp đây, các bác nhìn kỹ cho em, đường vân lốp rất là rõ nét luôn, đi xe rất là bám đường, đảm bảo ôm cua tốt mà vẫn đảm bảo cái độ lướt xe khi mình di chuyển trên đường đó ạ. Về bộ chuyển động của mẫu xe này thì sẽ bao gồm là hai mốc tốc độ chạy 3 đĩa trước và 7 tầng níp ở phía đằng sau. Đùi đĩa sẽ được làm từ nhôm đến từ Pro Wheel, trang bị chắn đĩa bằng nhựa ở đây rồi. Đó, bộ chuyển động chính sẽ là 3 món của Shimano Touring TZ, bao gồm bộ đề số, chuyển đĩa và chuyển níp là được đến từ Shimano Touring TZ. Bộ chuyển động rất là cao cấp luôn. Đùm trước đùm sau sẽ là đùm nhôm và chạy bi bạc đạn. Cọc yên dạng tròn có trang bị khóa chỉnh yên ở đây. Các bác có thể điều chỉnh độ cao tốc của yên một cách rất là dễ dàng, nhanh chóng và tiện lợi luôn các bác ơi. Đó. Và yên xe nhá, dáng rất là thể thao và cái đệm mút in. Đệm mút yên này khi theo xe cực kỳ là êm ái, tạo cảm giác rất là thoải mái các bác đi đạp xe đó, không lo bị ê, không lo bị nhức mông đâu. Bác đi đạp xe cả ngày cũng không lo bị ê mỏi mông nhá. Đó, khi cái bản xe này thì hiện tại là em đang có size là size 50. Size 50 thì sẽ phù hợp đối với bác có chiều cao từ 1m68 cho 1m80 trở lại, đi rất là đẹp luôn. Và này giá là 4.400.000, miễn phí ship giao hàng 63 tỉnh thành, tặng kèm các bác là 6 món phụ kiện. Đối với bản xe Pasino 848 này, khi các bác mua xe sẽ được tặng kèm những phụ kiện bao gồm đó là đèn tích hợp còi này, đèn hậu này, gọng bình, bình nước này, lục lăng và cả một tô chắn bùn trước và sau. 6 món phụ kiện tặng kèm, được miễn phí ship vận chuyển, được tặng kèm đầy đủ phụ kiện luôn. Và đối với bản xe có phân khúc giá bình dân này, khi mua xe tại đại lý xe đạp Thể thao An Tâm, các bác không cần phải gặp cho em. Nhận hàng kiểm tra xe đúng cấu hình, đúng màu sắc, đúng size số, đúng những gì em giới thiệu, các bác mới cần phải nhận hàng thanh toán tiền. Còn không đúng, một người từ chối nhận hàng giúp em, các bác yên tâm nha. Đó, về lại bác nào mà cần được xem màu nhá, muốn được tư vấn kỹ hơn về màu, các bác liên hệ trực tiếp em. Số điện thoại em luôn để các bạn màn hình để được các bạn tư vấn bên em, gửi mẫu này, gửi lại chi tiết cấu hình và báo giá để các bác tham khảo và lựa chọn ạ. Và video của em ngày hôm nay thì em cũng xin được phép kết thúc tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Chào tất cả các bác ạ.